Vâng, chào tất cả các bác nhé, em là Trường Hằng Bãi Nhật đấy. Thì hôm nay cũng lâu lắm rồi em mới giao lưu lại được với các bác, lý do thì cũng bận một số việc gia đình. Hôm nay thì em cũng có soạn lại kho, em mới chuyển nhà nên là nó hơi bề bộn tí nha. Thì em sẽ lên từng thứ, cũng một số cái thì em xả ra giao lưu với các bác, và cũng có một số cái thì hàng mới về đấy, để giao lưu rồi. Đặc biệt thì hôm nay cũng có dây điện về nữa nha các bác nha. Đấy, dây điện về. Đấy, rất là nhiều để giao lưu. Thì và một số cái mặt hàng khác nữa về phía sau nha. Còn ở đây thì vòi rửa bát này. Đấy, vòi rửa bát này thì em sẽ cân ký lên để anh em về là lấy đồ. Đấy, xào đồ nhá. Giá thì là 60.000 một ký thôi, để anh em về nộp đồ các kiểu nhá, để thay thế nhá. Anh em nào đang làm về cái lĩnh vực là vòi rửa bát của Nhật đây này. Đấy, vòi nước của Nhật thì anh em lấy về nộp đồ thì cái này cũng khá là ok. 60.000 ký nhá. Bán theo kiểu là dọn kho. Đây, thùng đạn size lớn này, thùng đạn size lớn nhá. Nọc nguồn này. Đấy, nọc nguồn hôm nay em về được rất là nhiều nhá, rất nhiều con. Ôi, còn đây thì một số cái sản phẩm thanh lý nữa, là cái này thì cân ký này. Cái này cân ký luôn nhá. Cái này thì em đang xả ra 100.000 ký là biến áp cách ly nhá. Cái này 500 VA, còn một con 5 ký ở trong kia nữa. 5 KVA ở trong kia nữa, cũng cân ký luôn. Đó. 100.000 một ký nhá. Đấy, thì tí nữa em sẽ cân lên. Còn đây thì nọc nguồn Mỹ. Đấy, con này thì cực xịn luôn. Cũng bán giá thanh lý luôn. Xả kho. Đấy, dọn nhà cho nó gọn gàng lại để em sắp xếp lại đồ đạc nhé, để giao lưu các bác. Rồi, ở đây thì còn có cả thêm cả cầu chì nữa nhé. Cầu chì từ 500 đến 1.000 một cái thôi. Đấy, có hai loại rồi. Chảo chiếc này, đấy, chảo này. Đó. Rồi, đặc biệt thì đây còn có cái tủ đồ nghề nữa này. Đấy, tủ đồ nghề nhá. Đấy, tủ đồ nghề. Đấy, tủ đồ. Đó. Rồi, để đỡ mất thời gian của các bác thì em đi vào chi tiết luôn. Đấy. Rồi, đầu tiên thì một số con biến áp cách ly này. Đây, thì em có con biến áp cách ly này là 500 VA nhé. 500 VA. Đó. 500 VA này. Cái này Transformer này. Cái này nó đến từ thương hiệu là Osaka Japan này. Đó, hàng Nhật sản xuất luôn. Và những con biến áp cách ly này hàng Nhật sản xuất luôn, rất là ok các bạn. Đấy, sản xuất tại Nhật luôn này. Còn đây thì các bác đấu đối thì đơn giản thôi. Ở đây thì mình đây là điện 100V này, không này. 110V hoặc là ra là 100V tùy các bác. Đấy. Rồi còn đây thì đấu điện 220V này. Đấy, mình cần chuyển điện 220 thì đấu điện 220V. Đấy, sang điện 110. Rồi xem con này cân ký bao nhiêu nhá. Con lọc nguồn này. À, con biến áp này là biến áp cách ly luôn nha các bác nhé. Biến áp cách ly. Con này có 7 ký á. Ôi trời ơi. 7 ký 700.000 thì quá rẻ rồi. Con này phải 7 ký không ta? 7 ký 700.000 nhá. Đấy, cái này em đang thanh lý ra là giá 100.000 một ký, em không có bao ship được nha. Đó, bán lỗ vốn luôn đấy các bác. A1, hàng này hàng tuyển nha các bác nhé, chứ không phải là hàng thường đâu các bác. A1 700k. Rồi, biến áp A1 700k. Rồi, con này là con lọc nguồn của Mỹ. Lọc nguồn Mỹ này. Dây đầu vào, đầu ra của nó này. Đấy, con này thì rất là xịn sò luôn. Nó là hàng mới chưa qua sử dụng đâu, nhưng mà do vận chuyển này, hàng bãi về nó bị móc móc tí này. Con này thì những con lọc nguồn này thì nó chạy rất là êm. Đấy, có như là không có tiếng động. Nó làm ra dòng điện nó sạch đi, để các bác mà sử dụng máy móc hay là loa đài đồ các kiểu thì nó đỡ bị hư hao, hoặc là loa đài thì nó đỡ bị rè rồi ồn tiếng ha. Đấy, đây thì cái thông số của nó này. Nhé, 500 VA nhé. Rồi, con này cân lên cho bác luôn. Rồi, con này là 8.2 ký, coi như 8.3 ký đi, 830.000. Mã A2 830.000. Mã
A2 830k. Rồi. Rồi. Con này thì là biến áp 5kVA nhé, nó rất là nặng, nhưng mà cái cân của em cái cân 40kg thôi, cân không nổi. 5kVA thì thường là nó là nặng, trong đây thì thường là nó ghi là số ký luôn. Nhưng con này nó ghi số ký, con này thì em mua thì nó rơi cỡ khoảng là tầm 60kg ạ. Đó. Tầm 60kg nha. Đó. Biến áp cách ly luôn. Đó. Cái này nó đến từ cũng là thương hiệu của Osaka Japan này. Đấy. Osaka Japan luôn. À, thì con này điện thì các bác có cấp điện vào thì nó là 180 hoặc 200 hoặc là 220V đều được. Nhưng mà thường nhà các bác điện ở Việt Nam mình á là hay thường là điện 220 cho đến 230 nhá. Nên là mình đấu là điện vào điện như thế này. Rồi mình mà xài điện xài những con máy móc của Nhật ở Việt Nam mình á thì các bác ra điện là 100V là vừa rồi. 100V thì ở đây nó ghi là 100V, nhưng mà mình đấu vô là 220 thì nó cũng phải ra tầm 110 là vừa. 110 ạ. Đó, là ok rồi. Đấy, cái này là 5kg thì các bác xài tủ lạnh rồi điều hòa thì vô tư luôn. Con này thì em cũng rất thích, nhưng mà chẳng qua thì mình nhu cầu sử dụng của mình thì chưa có, tại vì nhà cửa cũng không có cố định, không có nhà cửa thì chứ còn cái này mà em có nhà thì em giữ lại em xài rồi. Bán thực sự bán đi cho các bác rồi, đến lúc mà mình cần không có đâu các bác. Đó. Con này 5kVA nhá. Biến áp cách ly 5kVA. Đấy. Con này thì phe phiếc thì nói khỏi bàn rồi các bác này. Dây thì quấn là dây đồng 100% rồi. Hàng Nhật nó cũng không có xài đồ nhôm đâu. Nặng lắm các bác. Giá của nó là 5,5 triệu nha. Cái này em không bao ship đâu, các bác chuyển khoản hoặc là cọc em mới gửi đi nhá. Đó. Biến áp cách ly. Đó. Hàng còn khá là đẹp luôn. Rồi, con này 5,5 triệu. À, chuyển khoản không bao ship tôi nhé. Đấy, hàng thanh lý là không có bao ship. Bác nào mà hỏi bao ship này thì giống như kiểu là trêu em ấy, nên là thôi. Đấy, anh em cảm thấy hợp lý thì mình mua, không thì thôi nhá. Cái này thì đóng gói nó rất là vất vả luôn. Nặng. Mã A3 5,5 triệu. Rồi. Sản phẩm tiếp theo là một cái thùng đạn nhá. Thùng đạn thì bình thường thì các bác thấy những cái thùng đạn nó bé thôi. Đấy. Hôm nay thì em về cái loại này thì rất là to. Đấy. Đấy. Đấy, thật sự ra thì em bán cho rộng nhà đi thôi, bởi vì mới chuyển nhà đồ cái kiểu nhá. Chủ nhà ra đòi nhà nên là phải chuyển nhà dọn kho. Con này bình thường em đang bán là 650 ạ. Hôm nay giảm xuống 100.550. Đấy, để cho nó rộng nhà. Rồi, cho anh mượn cái thước đi. Đây. Về cái chiều dài của nó là 46cm nhé. Rồi bề rộng của nó là 20cm. Và chiều cao của nó là 37cm. Rồi đem cái này đem qua cân luôn. Cân luôn xem nó bao nhiêu kg. Này nó nặng lắm. Đây. Đấy, thùng đạn nặng cả 9kg này. Đó. Cái này thì về các bác bỏ đồ của bạn thì vàng bạc hay là châu báu đồ các kiểu vứt xuống ao cũng không bảo gì nhá. Ở đây thì nó có một cái lớp rong cao su, lắp ra đây rất là dày dặn. Đây có một cái lớp rong cao su bên trong đây. Đây mình mà đậy nắp lại ép kín xuống thì cái này quá tuyệt vời luôn. Đây bên trong này rất là dày nhá. Đó. Rồi giá của cái thùng đạn là bự này là giá là hôm nay là mã này là A4 là 550 nhá. Mã A4 ghi dùm anh cái mã đi. Bác nói mã giúp em nhé. Cái này thì em còn cỡ khoảng là 4-5 cái thùng như vậy thôi. Mã A4 500k 550.000 nhá. Mã A4 thùng đạn 550.000. Rồi. Sản phẩm tiếp theo thì là một cái tủ đồ nghề. Đấy, tủ đồ nghề thì đây nhá, tủ đồ nghề này nó là tủ đồ nghề của Nhật luôn nhá. Đấy. Nó đến từ cái thương hiệu là Alaba này. Đấy, Alaba.
này nhé, có thương hiệu rõ ràng nhé, khắc in lên trên này nhé. Đấy. Rồi ở đây thì các bác muốn mở tủ thì mình phải bóp cái này. Đấy, đây một ngăn này. Đấy, hai ngăn này. Đấy, ba ngăn này. Đó. Rồi đo cái kích thước giúp anh cả cái chiều ngang này. Đấy, chiều ngang của cái cánh tủ này. Rồi, chiều ngang của tủ này là 39 cm, bề cao của nó coi. Bề cao của nó là 60 cm. Rồi chiều dài. Đó, chiều dài bao nhiêu em? Chiều dài là 59 cm nhá. Đó, chiều dài 59 cm. Rồi cái tủ đồ này là bên shop đang thanh lý rồi nhá. Đây thì có được có mấy cái thôi, nhưng mà được 5 cái thì là ok này, còn là 3 cái thì nó bị móp, với lại bị móp đằng sau. Cái đấy thì em sẽ thanh lý giá khác. Đấy, cái đấy thì bác nào mua thì em sẽ chụp hình rồi báo giá cho các bác cụ thể. Còn những con mà ngon lành cành đào như thế này, đấy, vuông vức đầy đủ đấy, như thế thì giá là bên shop đang thanh lý ra nhé, giá là 1.450.000, chuyển khoản thì bao ship luôn. Đó, tủ đồ nghề, tủ đồ giá là 1.450.000, chuyển khoản bao ship luôn. Đó, để các bác về các bác đựng đồ, cái này thì cực ngon. Đấy, đựng dụng cụ đồ nghề của các kiểu ha. Đặc điểm nó còn có bánh xe bên dưới nữa, mình kéo đi kéo lại được ha. Đấy, gọn gàng. À, tủ đồ nghề này em lên cho anh cái mã đi. Mã A5. Đấy. Mã A5. Là giá là 1.450.000, chuyển khoản bao ship luôn nha. Đấy, bán cho nó trống cái nhà đi. Rồi, sản phẩm tiếp theo. Đây thì em có một số cái nồi cơm điện mini. Này nồi cơm Nhật nhé. Đấy, thì nó sản xuất tại Chida. Đấy, chạy tại Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó là xuất qua Nhật nhá. Nồi cơm này thì đây thì ở đây người ta đây thấy nhìn rất là ngon, cơm ngon rồi đồ hấp đồ ăn rồi các kiểu ha. Lưu ý các bác thì cái này là nó là hàng mới chưa qua sử dụng, và điện sử dụng là điện 110 nhá. Em gỡ ra cho anh, gỡ ra điện 110. Giá thanh lý hôm nay cực mềm luôn, giá là 200.000 cho cái nồi cơm điện mini kiểu như này. Nồi cơm điện mini 200.000. Đây. Đó. Đây. Trong đây thì mình có thể nấu được một bát gạo này. Đó, bát gạo rồi hấp đồ ăn luôn này. Đó. Cái này cũng rất là tiện nha. Đây nó còn có cái đo mực nước của các kiểu ha. Đấy, rong thì rất là kín kẽ ha. Còn đây thì cái hơi của nó thôi. Nếu như bác nào mà ở nhà mà một hai người ăn thì nếu như mà hai cụ ăn thì cái này thì cũng khá hợp lý. Đây được cũng phải tầm 2-3 chén cơm đấy, 3-4 chén cơm. Đây nhá. Sử dụng điện 110, công suất của nó thì là 140W này. Đó. Đó. Rất là tiện nha. Nồi cơm nhỏ. Đấy, rất là chắc chắn. Dây điện đầy đủ. Rồi. Nồi cơm này là mã A6, nồi cơm điện mini mã A6, giá 200.000 luôn, xả luôn. Đấy, xả kho luôn. Nó rộng chỗ. 200k. Rồi. Sản phẩm tiếp theo là một cái ổ cắm sạc điện thoại. Hai ổ cắm sạc điện thoại ở đây thì nó sạc nhanh luôn này. Đó. Và ở đây nó có rất là nhiều đầu sạc nhé, nhiều đầu sạc này. Các bác chỉ về là cắm dây USB vào trong đây thôi. Đấy. Ở đây thì người ta có một cái cổng tai xi sẵn này. Đấy. Có một cái dây tai xi sẵn này để mình sạc này. Đấy. Còn ở đây thì có cái sơ cua, ở đây thì các bác có thể là cắm những cái đầu USB, cắm iPhone hay là cắm sạc điện thoại Samsung thì đều được hết nhá. Có cái lỗ nó chừa ra đây rồi. Đó. Đây cổng USB rồi cổng tai xi đều có cả nhá. Rồi.
Cái này thì cái đầu ra nó là sạc nhanh luôn này. Cái này này 5.1 ampere khá là cao. Rồi. Rồi. Đầu sạc cái này là cái sạc điện thoại đi. Sạc điện thoại 100.000 nhá, sạc điện thoại là 100k nhá. Đấy. Dây sạc điện thoại chống tĩnh điện. Đấy, giá 100.000. Bình thường các bác mua một cái tẩu sạc thôi thì nó cũng cỡ đó rồi. Nhưng đây thì nó còn tích hợp rất là nhiều cái đầu sạc rắc sạc đồ kiểu nữa. Có sẵn thêm cái đầu sạc tái xi đây nữa. À, ok. Rồi. Còn bên đây là vít Nhật này. À, vít Nhật thì cái này thì em bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này gồm có 10 đầu. Đấy. À, nó đến từ thương hiệu là Takasama. Đấy. Đấy, Takasama nhé, nó gồm có 10 đầu như thế này. À, và cái này sản phẩm này thì nó dài là 10 phân ha. 10 phân. Đấy. 10 đầu vít một vỉ, 10 đầu vít Nhật như thế này là giá là 135.000. Ừ. Thì các bác đặt hàng thì các bác cứ nói là bán cho anh cái vỉ vít Nhật. Đấy. Thì cái này nhá, 135k một cái. Rồi. À, sản phẩm tiếp theo thì ở đây thì em có cái xe đẩy hàng nhé. Cái xe đẩy hàng này thì thực sự rất là tiện lợi luôn. Cái xe này thì nó không có dùng cái cán tay đẩy, nhưng nó lại thiết kế cái chỗ để mà mình kéo nhé. Đây, đây này, cái đầu kéo này. Đấy, giá là 250 nhá. Đấy. Cái nào mà không có đầu kéo thì nó em sẽ giảm giá xuống là còn 200.000. Đấy, thì cái này có mấy cái thôi, các bác tranh thủ này. Thì cái nào mà có cái móc kéo ra như thế này thì em bán là giá là 250 nhá. Đấy. Nói chung thì các bác mà mua cái bộ bánh xe thôi, bình thường các bác mua bộ bánh xe Nhật thôi nó cũng đỡ cỡ khoảng 250 rồi, mà ở đây còn cả cái bàn xe này nữa và kèm theo cả bánh xe nữa mà mình chỉ có mất có 250 thôi. Còn các bác mua cái một cái xe đẩy như này, hàng mới đồ các kiểu, kể cả hàng tàu, giá nó ít nhất phải tầm trên dưới 1 triệu à. Đấy. Cái tải trọng của cái này thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là đôi tạ thì vô tư rồi. Thì các bác về mình có thể là đẩy hàng hóa ở trong nhà rồi các kiểu, hoặc là kho xưởng kéo đi kéo lại khá là ok. Mã này thì hôm nay là mã xe đẩy này nhá, là giá 250 một cái. Đấy. Cái nào có móc thì em sẽ là giảm giá xuống 200, tự động giảm giá xuống 200.000. Còn không thì cái nào không có móc thì giá là 250 nhá. Không bao ship đâu các bác nhá. Này là đang là giá thành lý được ạ. Mã A7 xe đẩy hàng giá là 250 một cái. Rồi. Còn đây thì cái xe đẩy hàng này á thì dòng nó là cái hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Hàng của Đài Loan. Đấy. Đài Loan sản xuất, thì cái khung này thì nó rất là dày này. Cái bánh xe này đường kính của nó là tầm cỡ khoảng là 30 cm nhé các bác nhá. Bánh xe này thì là bánh hơi nhá. Đấy. Bánh hơi. Đường kính khoảng 30 cm. Thì cái này nó có 3 cấp độ luôn. Đấy, chiều dài của nó là 1m8. Chiều dài cái gì mà lên 2,5m là cái gì em? Cao 1m8 hả? Ừ. Cái này chiều dài tổng thể của nó là cỡ khoảng 1m8 thôi. Đó. Đây. Làm gì được 1m8. Chiều dài khi mà đặt là nằm xuống như thế này là nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 1m4. 1m4. Đấy, còn cái này mà khi mà ông nâng lên ấy, rồi. Rồi cái tay cầm này chiều cao của nó là rơi vào tầm cỡ khoảng là 1m1. Nhưng đặc điểm của cái này nó chưa phải là vấn đề. Cái này thì đẩy lên nó có 3 cấp độ nha. Đây. Đấy, các bác có thể đẩy lên, đặt lên như thế này để mình đẩy hàng. Đấy, chéo đồ các kiểu này. Hoặc mình gấp gọn lại thì mình có thể là nâng hạ cà phê. Cái này nó 3 chế độ mà. Đấy. Đấy, gấp gọn lại. Gấp gọn đứng lại như thế này.
đấy, để mình lên hàng bao đồ các kiểu đấy, cà phê, cà phiếc, đồ các kiểu này đấy, hoặc là mình để nằm xuống để mình kéo đẩy hàng. Cái này vô tư, cái này thì em đang sử dụng nha. Đấy, còn gửi cho các bác là hàng mới chưa qua sử dụng, này thì em còn ít thôi đấy, còn cũng khoảng 2 cái thôi. Thanh lý ra cho các bác hôm nay là giá là 4,2 triệu chuyển khoản bao ship luôn. Cái này á là khung nhôm của nó rất là dày nhá, hợp kim nhôm, làm hợp kim nhôm rất là dày dặn, bánh xe đồ các kiểu này. Đấy, rất, nhìn rất là ngon, khớp nối đồ các kiểu ha. Cái này thì các bác mua về trải nghiệm thì thực sự ra thì xài thì tới đâu rồi nó sướng tới đó à. Rồi cái xe đẩy hàng Đài Loan này, xe đẩy hàng Đài Loan giá là 4,2 triệu nhé. Ghi cái mã luôn đi. Cái này thì còn có 2 con thôi. Thanh lý ra còn để con này nhất định mình phải để mình xài rồi. Nhà mình đẩy ra đẩy vô rồi các kiểu này, tiện. Con này xe đẩy hàng Đài Loan này là mã A8 nhé, 4,2 triệu. Đó, chuyển khoản bao ship luôn con này. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây thì em có một số con nọc nguồn. Đấy, nọc nguồn này cái con nhỏ nhỏ như thế này này. Đấy, đây thì cái nọc nguồn này thì nó cũng nhiều loại lắm, nhưng cái loại nhỏ này thì em gom chung nó lại thành một loại nhé. Nọc nhỏ này về thì các bác thì sử dụng cái này thì xem coi nó bao nhiêu ampe này. Thì 20 ampe nhỏ nhỏ mà có võ ghê vậy. Có con thì 20, được có con thì 15 ampe đồ các kiểu ha. Đó, nọc nguồn. Đây. Con này thì thằng của thằng Tokin 10 ampe. Thì cái này á thì em bán đồng giá luôn nhé. Đấy, cái này về các bác nọc cho các cái thiết bị đồ gì nhỏ nhỏ thì cũng khá là ok luôn này. Mã này thì mã đi. Mã mấy đây? Rồi, mã A9 nhá, 75k. Con này thì số lượng có nhiều này. Mã A9 75k. Rồi. Còn cái loại này là mã A10 đi. A10 con này thì có bao nhiêu con vậy? Này nọc nguồn mã A10 này. Ở đây nó có 4 đầu ra luôn này. Mỗi đầu là 15 ampe, 4 đầu vào, 4 đầu ra. Mỗi đầu 15 ampe. Con này thì khá là bự luôn. Mã A10 này, 450 một con như thế này nhá. A10. Đấy, về nọc loa đài rồi kiếp kiểu này. Rồi lọc để mà sử dụng máy móc đồ các kiểu thì nó đỡ hỏng, đỡ hư hao ha. Này thì điện thì các bác cấp điện vào thì điện 200 đến điện 110 đến 200V đều được hết. Đấy, không có vấn đề gì cả nhá. A10 450. Rồi. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì ở đây thì em có một số cái này, em cần ký lên thành 2 mã đi. Để cho các bác giao lưu các bác thôi, chứ cần một mã thì nó cũng rẻ thôi, cũng chả đáng bao nhiêu đồng. Nhưng mà thôi cần 2 mã để có người này người kia có được ha. Để các bác về lấy linh kiện. Đây này, ở trong đây thì nó có những cái linh kiện dây dợ đồ các kiểu này. Đấy. Trong đây nó là đồng nhé. Đấy. Nói chung thì gỡ đồng nó cần bán thì còn hơn là bán ve chai cho các bác kiểu như thế này. Con này là 2,9 kg. Đấy. Giá mình đang bán là bao nhiêu ta? 70.000 một ký đúng không? Rồi. Hai con này 2,9 kg. Đấy, 70.000, 200.000 thôi. Hai con này có 200.000. Đấy, những cái chân này thì các bác về tháo linh kiện ra này. Mã A11 200k nhé. A11 200k. Rồi, em bỏ ra đi. Rồi. Rồi, còn đây thì cái vòi. Một cái vòi này thì vòi nước này, ở bên đây nó bị gãy cái ấy rồi. Đấy. Chân chiếc đồ các kiểu đây. Đó. Inox. Cái chỗ này thì bằng đồng hay sao? Đồng inox. Rồi.
Còn cái này thì vòi lớn này, cái vòi này thì còn xài được luôn này. Cái vòi nước này thì còn xài được luôn này, nhìn nó to lắm. Đấy. Con này thì 3,4 kg, giá này 240.000. Mã này bao nhiêu này? Cái này về mình chỉ cần là nối ống lại thôi, mình xài được này. Nối ống lại nhé. Cái này thì đồng hay là inox thì các bác thì cũng có thể hàn được hết. Đấy, hoặc gỡ hẳn hẳn ra thôi. Gỡ ra thay cái chân vào thôi. Là mình sử dụng nóng lạnh được luôn đấy. Vòi nước cực ngon. Cái này còn sử dụng được nhé. Còn cái này thì các bác gỡ ra để lấy linh kiện thôi. Đó. Rồi, mã A12 240.000. Đấy. A12 240.000. Rồi, bỏ ra. Rồi còn đây là A13. A13 thì con này thì còn ngon này. Con này cái này nó là cái van khóa nước thôi. Cái này các bác muốn làm cái khóa nước đồ các kiểu nóng lạnh hay là đồ gì cũng ok đấy. Đấy, cái này nó chỉ là cái khóa để các bác thích thì lấy nước, còn không thích thì thôi. Đấy. Làm này hay, đỡ phải vặn này. Con đấy còn xài được nhé. Còn đây thì mấy cái linh kiện. Linh kiện ống nối đồ các kiểu này ha. Này biết bao nhiêu. Rồi. Linh kiện này. Đó. Rồi, còn đây thì nguyên một cái vòi nước luôn này. Đấy, nguyên một cái vòi nước. Đây có 3,3 kg. Đây vòi nóng lạnh nó các kiểu ha. Đây dây đồng dây đạc này. Chúc các bác gỡ ra lấy linh kiện thế nào mà sử dụng được, còn không sử dụng được bán ve chai cũng có tiền rồi. 70.000 ký ngang với ve chai. Giá. Nói thẳng với các bác là cái lô hàng mà vòi nóng lạnh này là em về là trên là tầm là 300.000 một ký. Đó, 300.000 một ký không phải ít. Rồi, cái này là giá là 237.000. Đấy. Con này là 3,3 kg, bộ này 3,3 kg là 237 thì thành 230.000 đi. Rồi. Rồi, A13 230.000, 7.000 lẻ. Rồi. A13 230.000 nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì shop thanh lý ra một số cái cầu chì này nhá. Đấy, cầu chì ở đây thì em có hai loại. Đấy. 3A và 5A như thế này. Đó. 3A và 5A, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Đấy thì cái này thì các bác số lượng thì cái loại 3A này thì em có nhiều này. Đấy. Loại 5A này nó chỉ có cỡ khoảng là tầm 200-300 cái thôi. Chứ không nhiều nhá. Còn cái loại 3A này thì nó nhiều này. Đấy, nhiều. Đấy thì các bác mà mình đang làm thợ điện hay là mình có thể là mình mua về mình bán lại thì cũng khá là ok nhá. Cái này nó đến từ thương hiệu Bootman này. Đây. Bootman này. Đấy. Thì cái loại cầu chì 3A này đấy thì em đang thanh lý ra là giá là 500 đồng. Một cái cầu chì 3A này nhá. Đấy, cầu chì. Đấy, thì bác nào mà làm thợ điện thì mình am hiểu quá về cái lĩnh vực này rồi. Đấy, khi cần thì mua cái này thì em tin chắc rằng các bác phải mua từ 5 đến 10.000 một cái. Đấy, chứ không có giá 500 đồng đâu. Rồi, cầu chì 3A 500 đồng một cái nhá. Rồi, còn đây thì cầu chì 5A. Đấy. Cầu chì 5A cũng của Bootman luôn. Giá là 1.000 đồng một cái nhá. Đấy. 1.000 đồng một cái nhé, các bác tranh thủ nhé. Đấy. 1.000 đồng. Rồi, tiếp theo thì shop thanh lý một số cái chuyển nguồn từ 24V DC sang điện 220 nhé. Thì hôm nay thì shop còn cỡ khoảng là tầm 30 cái, 40 cái chuyển nguồn này thôi. Đấy, nên shop sẽ thanh lý ra là giá cực rẻ luôn. Giá 150.000 một cái. Đó.
Và cái chuyển nguồn này á, thì về thì các bác có thể là chế cháo nhiều thứ đấy. Có thể là mình đang xài điện năng lượng mặt trời, hoặc là mình xài bình đồ các kiểu đấy, câu từ xe hơi xe tải ra thì vô tư luôn đó. Cái này thì khá là hợp lý rồi. Chuyển từ điện từ 24V DC nhé. Đây thì em có cái cục chuyển nguồn này. Đây thì em có, đây là đang là 24V này. Đã, 24V. Rồi em bật nguồn lên nhé. Đấy, bật lên. Thì ở đây thì nó có cái bảng hiển thị cái thông số ở đây luôn. Đấy, là cũng là 24V. Đấy, 24V1 này. Đấy, đây là dung lượng pin. Đấy, là 100% nhá. Đó, nó thể hiện luôn, nó báo luôn là cái dung lượng bình của các bác đấy có bao nhiêu. Thì cái này thì mình, nếu như mình đấu bình ắc quy 12V thì mình đấu hai bình, đấu đối tiếp nó sẽ thành 24V cho các bác thôi. Rồi. Thì ở đây thì em sẽ bật nguồn lên rồi này. Bây giờ đây thì cái bóng đèn này, bóng đèn là thông số như nhà sản xuất thì người ta đề ra là 100W, nhưng mà ở đây thì khi mà em bật lên thì nó tải cỡ khoảng là 80W thôi. Đấy 80W thôi, chứ cũng không nhiều nhá. Đấy, 80W là 3.4A. Rồi thêm đây là một cái quạt nữa. Đấy, xem coi là cái quạt này nó tiêu thụ bao nhiêu watt nữa này. Đó. Đấy, em bật số 3 luôn. Đấy, số 3 số to nhất luôn. Đấy, mặt rưỡi nhá. Đây. Đấy. Thì tổng thể cả hai cái này nó mới tiêu thụ là 150W thôi. Đấy. Thôi. Đó thì cái này thì mình có thể là mình xài bóng đèn hay là xài quạt đồ vô tư. Đó. Cái này thì nếu mà có nữa thì mình gắn vào vẫn vô tư. Đấy. Đang tiêu thụ cỡ khoảng là đang chạy dòng là 6.2A. Đấy. Và tiêu thụ là 100 điện là 150W thôi. Đấy. Khá là nhẹ nhàng. Cái này có lẽ là được thêm một bóng và một quạt nữa vẫn vô tư luôn. Đấy, không ảnh hưởng gì hết các bác nhá. Đó, rất là khỏe. Rồi, để em tắt đi. Rồi. Ok. Vậy thì cái chuyển nguồn này bên shop đang bán giảm giá ra. Đấy, đang bán thanh lý nha. Là giá là 150.000. Đấy, một cái. Như vậy. Đây. Thì ở đây thì nó có bao gồm có tới 4 cái đầu cái đầu ra như vậy nhé, ra điện 220 hết. Đó. Để về các bác có thể là mình chế đủ thứ nha. Đấy. Rồi. Giá là 150. Rồi còn đây thì cái bảng mạch. Đấy. Cái bảng mạch này thì cũng là từ cũng xài điện 24V luôn. Đấy, nhưng mà cái này thì nó chưa có câu dây cho mình luôn này. Đấy, về thì các bác có thể là mình gỡ ra lấy linh kiện, hoặc là mình tự đấu thôi. Ở đây thì nó có một cái bảng nét như thế này. Đấy, thì nó cũng giống như cái kia thôi. Cái bảng một cái bảng thì nó để cái thông số điện đồ các kiểu nhá. Cái thông số điện đóm đồ các kiểu này. Rồi. Các bác có thể là về mình gỡ cái công tắc này ra, giá thì cực hời luôn. Đấy, hoặc mình có thể mình đấu vào tùy các bạn. Giá 35.000 một cái bảng mạch chuyển nguồn đi. Đấy. Mới nó có cái bảng mạch như thế này thôi nhá. Người ta chưa có câu dây rồi các kiểu ha. Mà hàng mới chưa có sử dụng nhá. 35.000 cái bảng mạch. Đấy, còn cái chuyển nguồn nó đầy đủ như thế này rồi thì giá là 150 nhá. Đó, về các bác chỉ việc là đấu điện vào mình xài thôi. Giá 150. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái đèn dã ngoại nhé. Mà cái đèn này thì nó tích hợp mà rất là nhiều cái hay ho luôn. Thì ở đây á, là khi mà các bác kéo cái này lên à. Đấy. Đấy. Là có cái đèn này sáng này. Đấy, để mình ngồi ăn cơm một khi nào mất điện đồ các kiểu, hoặc là đi đâu đó thì các kiểu thì mình có thể là đọc sách đồ các kiểu hay. Rồi khi mình đóng lại đồ các kiểu á, mà mình còn muốn là ví dụ như là mình muốn soi đèn rồi các kiểu này.
đấy, cũng có luôn đấy, đóng lại. À, còn này này cái chế độ là các bác quẩy nhạc sàn các kiểu, thì cái này mà đi dã ngoại thì bỏ cái này trong lều trại thì cái này rất là tuyệt vời, lều này đấy, hoặc là để trong một cái phòng kín rồi các bác mở tí nhạc rồi cũng phiêu. Rồi bấm thêm xem cái chế độ này nữa đấy. Đây cái chế độ đèn pin soi này đấy, thì ở đây nó cũng có một cái quai sách nhỏ đấy. Đấy, một cái đèn mà nó tích hợp rất là nhiều thứ ở trong đây. Thì ở đây á, thì nó có cái chỗ mình sạc điện luôn này. Ở đây thì có dây dây cắm sạc đi kèm này. Đó, thì hết pin thì mình có thể là sạc pin. Đó, một cái sản phẩm tích hợp rất là nhiều thứ. Hay. Đấy, bác nào mà mình về mình có thể vừa làm đèn pin, vừa làm, em thấy nó hay hay ở cái chỗ đèn vũ trường này. Đó. Thì lâu lâu mà các bác vào phòng karaoke tại gia là mình bật lên là cũng khá là hay. Đó. Rồi. Kèm theo ở đây là có một cái cổng sạc USB đi kèm, thì các bác có thể là sạc sơ cua khi mà pin điện thoại nó hết thì mình có thể là cắm sạc cái này. Đấy. Rồi, giá của cái đèn mang sông, đèn mang sông dã ngoại này á, thì bên shop đang bán với giá là 115.000 nhé. Rồi, đèn mang sông dã ngoại giá là 115.000. Đó, 115.000 một cái nha các bác nhé. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em có tầm cỡ khoảng là 500 con motor. Đấy. Motor này motor 775 nhá. Đấy. Đây. Đây là motor 775. Là 24 V này. Đấy. Thì mình có thể là mình xài điện 210 cũng được, cái đấy nó ghi năm sản xuất là 2021 luôn. Nó là hàng mới chưa có sử dụng đâu các bác. Đấy, thì mình có thể là cấp điện 12 V cũng ok. Nha. Đấy. À, cái motor này đấy, đấy bao sống cho các bác luôn đó nhá. Motor 775 nhá, giá là 35.000 về các bác chế cháo này. Đấy, trên đây cái đầu của nó này mình bán nguyệt như này ha. Đó, motor 775 giá là 35.000 một cái. À, rồi còn đây á, thì em có cái bộ nục giác đây. Bộ nục giác này thì thôi thì em cũng không ghi mã đâu, cái này thì còn vài bộ nữa, 1-2 bộ nữa thôi, cũng không có nhiều. Bộ nục giác này á thì em sẽ bán cho các bác là giá mà là 85.000 một bộ nha. Đó. Cái này mà các bác đi mua lẻ lẻ, hàng mới chưa có sử dụng đâu, nhưng mà bãi bờ. Đó. Một bộ nục giác như thế này giá 85.000 nhá. Bộ nục giác lớn. Ở đây thì nó có loại như thế này và loại như thế này, thì em sẽ là nói là bộ nục giác lớn luôn đi ha. Giá là 85.000 một bộ. Đấy. 85.000 một bộ. Còn đây thì cái bộ nục giác nhỏ như thế này. Đó. Nục giác và hoa thị luôn. Đấy, thì các bác nói chung thì nếu như mà mình đang sửa chữa máy móc đồ các kiểu á, thì bây giờ nó ác một cái là nó nhiều cái là nó có ốc nục giác với ốc hoa thị. Đấy. Mình cứ mua về một bộ như thế này khi cần mình có ha. Đấy, bộ nục giác này thì nó gồm có mấy đầu như thế này này, 8.0 1.5 cho đến đến 6.0, 1.5 cho đến 6.0 này, 2 4 6 8 đầu. Còn ở đây thì nó có đầu hoa thị ở đây, thì từ nó ghi cái cỡ từ T10, T15, T20, T25, T27, T30 và T40. Đấy, đây hoa thị này. Mà bộ nục giác nhỏ này thì giá là 25.000. Rồi bộ hoa thị nhỏ này cũng 25.000 một bộ luôn. Đấy. Đấy, bây giờ em Trường đang bán 25.000, nhưng mà khi nào mà các bác cần, mà các bác mà không mua chỗ em Trường mà các bác đi ra ngoài tiệm các bác mua thì chắc phải mất gấp đôi gấp ba lần số tiền như vậy. Đấy. Đó. Bộ hoa thị nha, giá 25.000. Đấy, bộ lục giác nhỏ giá 25.000 luôn. À, còn đây thì một số cái CB của em, thì CB này thì CB chống quá tải, thì em đang thanh lý ra nhé.
đang thanh lý ra. Ở đây thì có 3 loại. 3 loại 20A này, 30A và 50A chống quá tải. Đấy, nó đến từ các thương hiệu là LG rồi Fuji. Đấy, Fuji các kiểu ha. Thì ở đây á thì cái loại 20A này thì bên shop đang thanh lý ra là giá là 35.000 một cái. Về các bác cái này thì ráp ba cái đồ điều hòa hay là thiết bị đồ gì tủ lạnh, tivi thì cũng cái này cũng khá là ok ha. Đấy, 20A là giá là 35.000. Còn 30A thì là 45k nha. Đấy, CB cái này thì chống quá tải chứ không phải là chống chống giật nha. Đấy. 30A thì giá là 45.000. Còn một cái loại nữa là loại 50A. Đấy, 50A. Đây thì cái này thì nó cũng có dính bụi này, 50A này. Đấy, em gửi ngẫu nhiên thôi, còn lại bao sống cho các bác thôi. Đấy, bao sống luôn đấy. 50A thì giá là 65.000 nha. Đấy. Thì các bác đặt hàng thì các bác nói là CB quá tải có hai loại nha. Có ba loại này. 20A em nhắc lại, 20A để giá 35.000. 30A để giá là 45.000. Còn lại loại 50A thì giá là 65.000. Đó. Còn đây thì CB chống giật thì sản phẩm thường xuyên của bên em rồi. Đây thì CB chống giật loại 50A như thế này, chống giật nhá. Chống giật loại 50A như thế này. Đấy, dòng rò của nó là 30mA, 15mA đến 30mA. Đấy, cái này thì nó màu trắng, màu đen thôi, như nhau hết à. Rồi giá của loại này thì em đang bán với giá là 140.000 một cái CB chống giật 50A như thế này nhé. Thì các bác có thể là ráp ráp này là cầu giáp CB tổng cũng được luôn, ok luôn. Đấy, giá là 140.000 CB chống giật. Rồi, tiếp theo là một cái combo kéo cắt cành và kéo tỉa cành, kéo tỉa tỉa dăm cắn cam như thế này nhé. Đấy, hàng này em mới về, em bán combo luôn, combo luôn. Đấy, loại này hàng rất là độc nhé. Đấy, lò xo đồ các kiểu này. Đó, combo này á, thì cái này nó lò xo kiểu con sâu như thế này. Thì một combo như này em sẽ tặng kèm hai cái lò xo. Lò xo là bên em là đang bán là 8.000 một cái, nhưng mà em vẫn là tặng kèm hai cái lò xo cho các bác. Đó, một combo kéo tỉa cành. Cái này thì kéo tỉa dăm này, cái này các bác có thể là tháo ra để mà mình mài hoặc là thay lưỡi được này. Đấy, nhìn nó rất là xịn sò nhé. Đấy, trên đây cái tay cầm như này để nó chống trượt xuống này. Đấy, cầm nó cũng vừa gọn tay luôn. Đấy, tỉa dăm tỉa đồ. Đấy, rồi còn đây là cái kéo cắt cành này. Đấy, nhìn nó rất là gọn gàng ha. Đấy, em ơi tháo anh cái. Đấy, sắc lắm. Cái này nó còn có đặc điểm, nó còn có cái chốt đằng sau đây nữa nhá. Khi mình xài nữa thì mình chốt lại. Đấy, chốt khóa lại rất là tiện. Trên đây cái tay cầm của nó nhìn sản xuất rất là độc đáo ha. Đấy, cái này mình gỡ ra để mình mài hoặc mình thay lưỡi. Đấy, thì combo kéo cắt cành và tỉa dăm này em đang bán ở giá là 250 nhá. Combo kéo cắt cành tỉa dăm cán cam nhá, giá là 250 một combo như thế này. Đó, cái này số lượng nó có hạn thôi, về mỗi loại được cỡ combo này được cỡ khoảng là 50 bộ thôi ha, không nhiều. Ở lò xo thì ở đây thì nếu như các bác nào mua thêm thì ở đây có lò xo chữ V. Đây, lò xo chữ V này thì em đang bán là giá là 40.000 một cái, thì 4.000 một cái thì tương đương với 10 cái thì là giá là 40.000. Lò xo con lò xo chữ V là 4.000 cái. Lò xo con sâu mình còn không em nhỉ? Hàng mới về đúng không? Lò xo này nếu như bác nào mà đang xài những cái
kéo đồ của Nhật đồ hoặc là kéo đồ các kiểu nó hay bị mất lắm. Đó, mất hoặc là gãy. Còn lò xo con sâu á, thì bên em đang bán với giá là 8.000 một cái nhé. Đây, lò xo con sâu này. Đấy, đây là lò xo con sâu này. 8.000 một cái này. Thì các bác có thể mình thay thế vào cái kéo này. Đấy, tùy các bác. Đấy, thì em sẽ tặng kèm hai cái lò xo con sâu cho cái combo. Còn các bác mua riêng thì em vẫn bán là 8.000 một cái lò xo con sâu như thế này nhá. Rồi, còn đây là một cái trục động. Đấy, trục động này thì để các bác mà vặn vít ở dưới gầm đồ các kiểu ha. Đấy, thì mình có thể là dùng máy hoặc là dùng tay mình vặn cũng được. Đấy, dưới gầm rồi thì những cái chỗ mà nơi mà kẹt đồ các kiểu là khó với tới á, thì mình sử dụng cái này. Giá là 10.000 một cái trục động nhá, 10.000 một cái trục động. Rồi, còn đây thì cái bộ combo nối hơi này gồm có 7 cái nhé, 7 loại. Nối hơi này thì nó làm bằng hợp kim nhôm, nhưng mà cái nhôm này giống kiểu nhôm máy bay á. Đó, nó rất là nhẹ và bền, cứng lắm. Đấy, thì nó có đầu ren, đấy, rồi đầu linh tinh luôn. Nói chung là cái này thì em đang bán một combo như thế này, một bộ như thế là giá là 110.000. Đó, về các bác là tha hồ đấu đá chế cháo ha. Một combo 7 cái đầu nối hơi như thế này là giá là 110.000. Về các bác cùng tha hồ mà chế nhá. Đó, 7 cái đầu như thế này. Đó, hai cái đầu lớn thì gồm ở đây thì nó gồm có là mấy cái ba cái đầu cái. Còn lại là mấy cái đầu đực này. Đấy, đực cái. Mấy cái gắn vào thì cái này là nó nối nhanh. Đấy, gắn vào thì làm cái tạch thôi. Đấy, mình có thể là mình nối từ ống to sang ống nhỏ, hoặc là nối từ ống nhỏ sang ống to, từ đầu ren sang đầu vặn, đồ các kiểu tùy. Đấy, cái này nó dễ chế lắm. Đó, 7 cái đầu nối như này nhá, giá là 110.000 một bộ. Còn đây thì là một số cái chảo. Thì chảo này thì nó là làm đây thì nó dưới dạng phôi thôi các bác nhé, phôi thôi. Đấy, thì cái này hỏng rồi thì bỏ đi. Này thì em cân ký lên cho các bác, giá 60.000 một ký nhá. Thì bây giờ một cái chảo này em đưa cần nước lượng. Một cái chảo nhỏ như này, đưa cho anh cái chảo nhỏ này. Rồi, một cái chảo nhỏ này thì nó là 7 lạng. 60.000 một tí thì nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu tiền? Trời ơi, có 43.000 một cái chảo như thế này. Thôi, làm tròn xuống thành 40.000 nhá. 40.000 một cái chảo như thế này. Đó. Về các bác đập khay đựng đồ, đây thì có hai đáy rồi. Thì các bác về làm khay hoặc là mình làm chảo rồi sơ cua được, cầm thông cái chảo lớn này thì sao các bác? 60.000 ký nó rơi được cái này một ký thì nó rơi vào khoảng 60.000. Rồi. Thì ở đây chảo nhỏ 40.000 một cái, chảo lớn 60.000 một cái. Đấy. Thì có cái nó trắng men rồi, có cái chưa trắng men thì em bán bốc ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, có gì thì em còn bao nhiêu thì em sẽ nói được. Cái này nó cũng số lượng nó còn ít thôi, các bác tranh thủ. Rồi, sản phẩm tiếp theo là cái bình xịt dầu. Bình xịt dầu này là đến từ thương hiệu NS, là thương hiệu của Đức nha. Thì cái này nó sản xuất tại Trung Quốc. Bình xịt dầu này thì cái bình của nó thì làm bằng sắt này. Đấy, bình xịt dầu sắt. Đấy, vòi thì ở đây thì nó vòi dẻo nhá, để mình có thể cơ động. Đấy. Còn ti bơm này thì bằng nhựa này. Đó. Em thấy thì nó cũng khá là ok các bạn. Đó. Này thì về các bác thì bơm dầu, bơm nhớt thì cái này cực ngon. Đấy. Ở đây thì nó ghi là 250 gram, chắc là cái độ nặng của cái bình này là cỡ đó đấy các bạn. Thì dung tích của nó thì em dự đoán thì nó rơi vào cỡ khoảng là tầm 200ml thôi. Đấy, cỡ đó. Thì cái này thì về mình bơm dầu bơm nhớt thì khá là ok. Đấy, này thì em cũng lấy để em xài thì được trước cũng giờ cũng tầm 2-3 năm nay rồi. Nói chung thì cũng từ lúc mà em bán cái sản phẩm này đến giờ mà em bán em xài thì nó cũng chả thấy có gì gọi là hư hao cả.
Tại vì bình xịt dầu thì bỏ dầu trong đây nữa thì nó bảo dưỡng cái bình này thì nó cũng không dễ bị gì bị rồ đồ các kiểu các bạn. Trừ phi là mình rơi bể thì đổ dầu vào nó nặng thì mình có thể rơi thì nó sẽ móp thôi, chứ còn xài của bền, người ta nói là của bền tại người mà. Nếu như mà mình xài nó kỹ lưỡng ra thì chả khi nào nó hư đâu. Rồi, giá của cái bình xịt dầu là 45.000 nhé. Đấy, bình xịt dầu vàng đi, bình xịt dầu vàng giá là 45k một cái, 45.000 một cái nha các bác nhé. Rồi. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái chốt cửa tự động nha. Đó, chốt cửa tự động này thì nó làm bằng kim loại nha. Đấy. Và sản phẩm này thì rất là tiện lợi luôn. Đấy, mình có thể làm cửa một cánh, cửa lùa hoặc là cửa hai cánh đều là đóng rất là nhanh. Đấy. Đấy, vào khi mà sập vào như thế này thì nó sẽ không bị tụt ra được. Đấy, nhiều khi mà mình có thể làm cửa, làm cái chốt cửa của phòng trọ hoặc là phòng ngủ như mình cũng được. Đó, khi mà đóng cửa vào thì nó sẽ tự động đóng lại, chỉ có người bên trong này đặt lên như thế này thì nó mới ra được này. Đó, đặt lên thì mới mở ra được. Đó, rất là tiện nha. Rồi dưới đây tôi thiết kế cái chỗ lỗ này để mình có thể là mình móc ổ khóa vào. Đó, rất là chắc chắn nha, và nó rất là tiện. Đó. Mình có thể làm cửa lùa kiểu như thế này cũng được này. Đấy, cửa lùa thì nó sẽ sập lại như thế này này các bác. Đó, hoặc là cửa hai cánh rồi cửa một cánh thì mình sẽ làm như thế này. Đó, thì nó sẽ là giúp mình là nhiều khi có thể là hay quên việc đóng cửa. Đấy, nhất là những cái khu nhà trọ hoặc là mình phòng ngủ đồ các kiểu, mình có thể là sử dụng cái này. Đó, chỉ cần đóng cửa lại thôi, sập cửa lại là nó tự đóng rồi. Giá của cái chốt cửa tự động này là bên shop đang bán với giá là 45.000 một bộ như này nha, bộ chốt cửa tự động giá 45k. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái lệm massage. Đấy. Cái này thì nhà sản xuất người ta có cung cấp cho một cái tẩu để gắn vào xe hơi, xe tải đồ các kiểu các bác nhé. Đấy. Rồi có thêm một cái cục adapter. Cục adapter này là điện là từ 110 đến 220V. Đấy, điện 110 theo tiêu chuẩn của Nhật cũng được, mà Việt Nam mình xài cũng ok luôn. Cục adapter như thế này. Và ở đây thì nó có 5 chế độ massage này. Đấy, có những cái nhiều, rất nhiều cái chế độ massage, và cái điểm massage của nó là điểm gáy này, hai bên hông và hai bên đùi. À, khi mà các bác ngồi lâu đồ các kiểu ở trên ghế hoặc là trên bàn làm việc đồ các kiểu ấy, các bác có thể là sử dụng tại bàn làm việc hoặc là sử dụng ở nhà cũng được, hoặc là trên xe hơi cũng được luôn. À, đấy, thì mình ngồi lâu, tư thế ngồi lâu thì nó sẽ mỏi ở những cái vị trí như vậy. Nó sẽ có 5 điểm massage như vậy nhé. Ở đây thì cái chế độ của nó thì khi mà bật nút lên này, đây thì nó từ 1 cho đến 8 này. Đấy, 8 cái chế độ, 8 chế độ nhé. Và có hẹn giờ được luôn. Rồi còn mức mạnh nhẹ thì nó có 3 mức. Đấy. Mạnh nhẹ có 3 mức, hẹn giờ đây rồi các bác này. Đó. Đấy. Nó sẽ rung những cái điểm là đùi, hông và cổ. Đấy. Và cái nệm massage này thì bên shop đang bán với giá là 380.000. Đấy, nệm massage. Đấy. Và sản phẩm đi kèm sẽ là một cái tẩu gắn xe hơi và một cái cục adapter. Cục adapter này thì có thể là cắm điện 110 cho đến 220 được luôn nhé các bác nhé. Đây, em tắt đi. Đây cái adapter của nó này. Nó AC 100 đến 240V. Đó. Rồi. Nệm massage 380.000 nhé các bác nhé. Nệm massage 380k. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái kính núp hàn nhé. Kính núp hàn này nó có cái kính núp nhỏ bên trong này và kính to bên ngoài. Đấy, thì các bác khi mà mình hàn đồ các kiểu thì nó có tay kẹp. Đấy, bằng mạch điện tử. Đấy, có chỗ để nhựa thông. Đấy, có chỗ để mà gác cây hàn, quay hàn đồ các kiểu ha. Thì ở đây nó có đèn luôn các bác này. Có đèn ở bên dưới này.
xài cái pin của nó thì pin tiểu cũng rất là dễ thay thế nhá. Đó. À, cái kính núp hàn này giá là 250.000, về các bác là sửa chữa linh kiện điện tử rồi các kiểu thì rất là tiện lợi nhá. Đấy. Kính núp hàn giá là 250.000. Đấy. Đấy, nhìn rất là cứng cáp, mình có thể điều chỉnh góc độ các kiểu được luôn các bác ha. Đó. Giá là 250k kính núp hàn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop mới về được một số cái dây điện như thế này nhá. Rồi, dây điện ở đây thì em có về rất là nhiều loại. Hôm nay thì có dây 0.75 đôi 2 da này. Đấy, dây 3 nõi 2.0 này. Đó. Và dây đôi 2 da 2.0 nhá, có dây tròn và dây dẹt luôn. Rồi dây đôi 1 da 0.75 và 2.0 này. Rồi dây đơn. Dây đơn thì có dây từ 0.75 cho đến 3 chấm đều có ha. Thì rồi, thì cái này á thì em sẽ là bán cân ký nhá. Đấy, đây thì em sẽ lên một vài cái mã đấy để các bác xem coi mình chọn lựa được cái mã nào đấy, phù hợp với nhu cầu của mình thì mình mua. Còn nếu như bác nào cần số lượng hơn nữa thì em sẽ là lựa riêng cho các bác nhá. Đó, thì hôm nay nó về được khoảng là tầm 4 tạ. Đấy, 4 tạ dây như thế. Rồi. À, đầu tiên là dây 3 nõi này. Dây 3 nõi. 3 nõi 2 3 nõi 2.0 nhá. Đấy, cái này thì các bác về làm dây quận Runo hoặc là làm cái dây của máy bơm. Đấy, máy bơm hỏa tiễn đồ các kiểu thì bây giờ người ta cũng toàn xài 3 dây như thế này không à. Đấy, hoặc là mình làm dây điện nguồn đồ các kiểu thì cái này cũng ok. Đấy, dây nguồn của máy móc này, hoặc là mình làm cái dây điện kéo từ trụ điện vào thì cái này cũng hợp lý luôn. Đấy, dây tròn. Đặc điểm của cái dây này á, là dây này là dây của Kawasaki nhá. Đấy. Cái này nó rất là dẻo và dai. Cái dây Nhật thì nói chung thì cái hàng dây này thì em bán cho giao lưu các bác từ lâu lắm rồi. Các bác nào xài rồi thì các bác cũng biết rồi. Đấy. Phơi nắng phơi sương đồ các kiểu nó không bị nứt dây. Đấy, không bị gãy dây đồ các kiểu ha. Đồng của nó thì nó là cái loại đồng sợi nhỏ, đồng mềm. Đó, rất là ok. Đấy, sợi nhỏ đồng mềm nhá. Loại những cái loại như thế này thì giá cả nó rất là. Và đặc điểm thì dây này nó là dây cũng là hàng bãi đấy nhưng mà nhìn nó giống kiểu chưa qua sử dụng nữa các bạn. Rất là ok. Rồi. Đi nhanh vào vấn đề luôn nhá. Em lên một vài cái mẫu như này thì bác nào mà có nhu cầu về số ký đấy, nó lớn hơn nữa thì em có thể là chọn lựa ra. Đấy. Nhưng mà cái này thì em trước tiên thì em sẽ bán là nguyên quận trước. Chứ còn nhiều khi mà quận là 4.6 nhưng mà các bác bảo đấy, anh lấy có 4 ký thôi. Nhưng mà cái quận này nó như vậy thì em không thể nào cắt ra được. 6 lạng thì em bán cho ai? Nên là rất khó. Nên là có thể là mình sẽ là lấy luôn 6 lạng. Đấy, thừa còn hơn thiếu. Ha. Rồi, quận này là 4.6 loại dây 3 nõi 2.0 này hiện tại bên shop đang bán giá là 200.000 một ký nha. 4.6 quận này là 920.000. Quận này về làm Runo thì cái này thì quá tuyệt vời. Cái này cũng phải tầm trên 50m, tầm 6-70m chỗ này rồi chứ ít gì. Rồi. Ghi mã cho anh. Mã này là A14. Đấy. Okay. Lấy cái bút khác em ơi. A14. Đấy, giá là 920.000 nhé. Đây này, đưa đây ghi được rồi. A14. Đấy. 920k. Rồi. Bỏ xuống. Rồi, quận này. Quận này thì là cũng là dây 3 nõi 2.0 luôn của Kawasaki luôn. Đấy, quận này là 5.2 1.040.000. Đấy, A15 này. Đấy, A15. 1.040.000 5.2 nhá. Đó, thì sang quận to hơn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu to hơn thì đây có quận to hơn nữa cũng 2.0 này. Quận này đến 7.6 nhá. Giá là 1.520.000 nhá.
này là A16. A16. Đấy. Đấy. A16 7,6 1.520.000 nha. Giá là chưa bao gồm phí ship đâu các bác. Đó. Đó. Rồi, đây quận này thì quận vừa vừa này. Đấy. Bác nào về làm dây nguồn máy đồ các kiểu thì cũng ok. Này 1,7 thôi, giá 340.000 nhá. A17. A17. Đấy. A17 340.000. Đó. Đó. Đây thì em sẽ lên mẫu là mấy quận như vậy. Đấy, 4 quận như vậy. Về dây 3 lõi 3.0. Ở đây thì còn một số cái nữa. Thì bác nào có nhu cầu lớn hơn về mình đi ráp motor rồi các kiểu thì cái này mình có thể là tranh thủ nhé. Nó số lượng không nhiều đâu, tại vì cái hàng này rất là khó về. Đấy, giá là 200.000 một ký đó. Đấy, cần ký lên tính tiền thôi. Đấy nữa. À, còn đây thì dây 0.75, dây đôi hai da 0.75 thì em cũng bán là 200.000 một ký luôn. Ở đây thì màu sắc thì có màu trắng, màu đen và màu kiểu sọc trắng đen kiểu như thế này. Đấy. Thì quận này là 2,5 ký, giá là 500.000 nhé. À, như cái loại dây này đấy, cũng 200.000 một ký luôn này. Đó. Quận này đây, dây đôi hai da 0.75 về mà mình ráp bóng đèn đồ các kiểu là mình đi dương cũng được mà đi âm cũng được nhé. Cái này đi dương thì quá tuyệt vời rồi, đi dương thì hai da của nó thì khá là an toàn, là dây dẻo dai, phơi nắng phơi sương vô tư, ráp bóng đèn ra bờ ruộng cũng được. Đấy, đấy, giá là cái này là mã A18. A18 đó, 2,5 ký nhé, 500.000. A18 500k. Rồi con gái đưa cho bà. Ui giời ơi. Rồi con này là A19 này. 19. Đấy, con này thì là 3,5 ký nhá. Đấy, 3,5 ký, 700.000. Đấy, dây màu trắng như thế này. Trắng như ngọc trinh. Rồi. 3,5 ký. Dây 0.75 đôi hai da nhá. Đấy. 700.000. Đấy, về các bác. Nếu mà bác nào mà làm nhà làm cửa thì mình phải tranh thủ nhá, tại vì cái dây nó không có lúc mình làm nhà thì nó theo thời gian rồi các kiểu, nhiều bác dặn em rồi các kiểu nhưng mà bây giờ lâu quá rồi em cũng quên cái số điện thoại, nhiều bác đặt cái số lượng về mình làm nhà rồi các kiểu ha. Tuy nhiên là mình có dự định cuối năm hoặc là sắp tới đi 1-2 tháng mình làm nhà thì mình nên mua trước để đó, đừng để đến lúc mà mình xây xong rồi bắt đầu là đang xây rồi bắt đầu mình đi hỏi dây thì lúc đó không còn. Đấy, đấy. Nhiều trường hợp như vậy rồi là các bác cứ xây xong rồi đang đến lúc mà đi dây điện bắt đầu là các bác mới hỏi em còn không, đấy là lúc đấy thì không còn nữa rồi đó. Rồi quận này là 2,3 ký này, 2,3 ký, cái này là A20 nhé, 2,3 ký, 560.000. A20 đó, 2,3 ký, 560 đó. Rồi quận này nhỏ nhỏ vừa vừa này là A21. Đó, 21. Đó. 0,9 kg, 190k. Đó, A21. Rồi. A22 thì cái này bác nào mà xài trải nghiệm đồ các kiểu 1,5 ký này. Đấy. Vừa. A22 đấy 300k. A22. Đấy. A22 300k nhé. Rồi, A22 300k. Đó. Thì nếu như bác nào mà cần số lượng hơn nữa thì ở đây em có đây luôn rồi. Thì các bác có thể là mình liên hệ nha. Thì em sẽ lựa ra cái cuộn nó phù hợp cho các bác. Tuy nhiên dây đôi nó cũng có dây đôi 0.75 này, nó cũng có cái dây tròn nữa nhá. Dây tròn này. Nhưng mà số lượng dây tròn như vậy nó có ít thôi. Nếu bác có nào có nhu cầu. Rồi cái này giống như kiểu 1.5 ấy. Đó. Thời gian nó có hạn nên em chưa có kịp lên mã cho các bác được đâu. Nên hết cái chỗ này thì nó nhiều mã lắm. Đấy, rối đi. Đấy, nên là các bác nào có nhu cầu thì mình có thể liên hệ sớm để bên em sẽ phân loại rồi ấy ra nhé. Còn đây là dây 2.0. Dây 2.0 đôi hai da nhé. Hàng cực hiếm luôn. Về mình làm dây ổ cắm đồ các kiểu hay là
dây ấy đồ các kiểu thì dây nguồn tổng đồ các kiểu thì cũng khá là ok. Có dây tròn luôn này, úi giời. À, này là dây ba lõi. Có dây tròn nhé, có cả dây tròn luôn. Đặc điểm hôm nay có về cả dây tròn nữa. Đây, dây tròn 2.0. Úi giời. Về làm dây ổ cắm điện thì cái này cực bền. Đó. Dây 2.0 này các bác nấu bếp từ vô tư luôn. Dây 2.0 này các bác đấu làm dây nguồn nấu bếp từ ok lắm. Rồi. Rồi thì ở đây thì em có cân lên một số cái cuộn mẫu ở đây cho các bác này. Tránh ra con này. Dây 2.0. 2.0 cân để đâu hết rồi ta? Để trong đây hết à? Thôi không thấy, chặt quá thôi để xem. Chết tôi rồi, coi chừng nó nên nhầm 2.0 với 0.75 rồi chết. Không, cái này là 0.75. Đây đây, cục trên đây này, 2.0. Rồi rồi rồi, được rồi, để tí nữa phải xem lại chứ không chết ạ. Rồi. Thôi thì ở đây thì có một cuộn 2.0 đôi hai da này. Thì cái này lên mẫu cho các bác thôi. À, rồi này thì bên nhân viên nó chưa kịp lên cân ký lên cho các bác. Cái này em lên mẫu này. Và cái giá bán em công bố luôn nhé. Cái loại 2.0 đôi hai da này là bên em đang bán là giá là 240.000 một ký. 245.000 một ký nhé. Thì cái loại này, loại này á thì là giá là 320.000 đấy, 1 ký 6, 245.000 một ký nhé. Cái này là A bao nhiêu ta? A22. Nhầm là A23. A23 1 ký 6, 320.000 nhé. Đây. Rồi. Đấy là cái mẫu thôi. Rồi còn lại đây nữa thì bác nào mà mình có nhu cầu thì mình có thể liên hệ riêng nhé, để nhân viên soạn ra nhé. Cái này hàng này nó không có nhiều đâu, cũng khoảng mấy chục ký thôi. Đấy, nên bác nào nhanh chân thì được thôi. Hàng cực hiếm, cực hot. Đấy. Dây đôi hai da 2.0. Rồi còn bên đây á là dây từ 1.5 cho đến 2.0. Thì ở đây thì em có một số cái này, thì cái cuộn này là dây 2.0 này. Dây 2.0 ở đây thì có một cuộn đen và một cuộn hồng như thế này. Thì cái loại này là 4 ký. Và cái loại này á thì em dây này là có mạ niken nhé. Đấy, mạ niken thì nó chống oxy hóa đồ các kiểu thì cũng là khá là ok. Đấy, mạ niken. Cái loại dây này thì bên em đang bán với giá là 265.000 một ký nhé. Thì cuộn này, một bộ này thì nó gồm một cuộn đen và cuộn hồng như thế này. Là giá là 1.100.000. Đây là mã A24. Dạ. A24. Đấy. 4 ký 1.1.000. Đấy. Rồi cuộn này cũng là dây 2.0 luôn này. Đấy, 2.0 mạ niken nhé. Nói chung thì em cũng tâm sự với các bác luôn. À, bữa trước em cũng có giao lưu các bác, nhưng mà có bác làm em rất là buồn, để vợ ở nhà nhận. Rồi shipper cũng chả biết cái quái gì nữa. Đấy, hai ông bà là coi như là cậy ra xong rồi thấy màu trắng như này, bảo là dây nhôm. Nói thẳng với các bác, như nếu như mà dây nhôm mà cả hai cuộn to như thế này mà cộng lại chưa nổi 5 ký đâu, nó chỉ cỡ tầm cỡ khoảng là 1 ký rưỡi đến 2 ký là cùng thôi. Nhưng ở đây cầm cái dây lên là mình đã đủ biết là cái độ nặng của nó như nào rồi. Người ta mạ cái niken như thế này là để cho nó là chống oxy hóa nhé. Còn bản chất của nó là dây đồng. Đấy. Dây đồng nó chỉ mạ một lớp niken bên ngoài như này rồi, truyền tải điện nó rất là nhanh. Chống oxy hóa này thì mình có thể là đi dây dợ là
ok lắm, ráp bình câu bình rồi các kiểu nó không bị xịt gì, đấy, nó không bị lâu nó không bị dỉ, đấy, không bị oxy hóa, nó không bị thối dây, hoặc là mình đấu điện âm trong nhà nó cũng vậy, nó đỡ bị thối dây nhé các bác nhé. Tại sao người ta phải mạ Niken là vì vấn đề đó, để phân tích cho các bác như thế. Thì cái cuộn dây này á, một dây 2.0 luôn, dây 2.0 luôn, đấy, mạ Niken. Cái loại này thì A25 là giá là 1.490.000 này, A25 đấy, giá là 1.490.000 luôn nhá. Đó rồi, còn cuộn này là cuộn dây là 2.5 này, loại rất to, cũng mạ Niken luôn nhá, mạ Niken đấy. Đây bên đây là đồng này, các bác này nhìn thấy chưa, khi mà cắt thẳng như này bác nhìn thấy đỏ rực chưa đấy. Còn lại khi mà mình tuốt dây ra thì nó lại bạc bạc ở bên ngoài như thế này này đấy, các bác thấy không, nó không phải là nhôm đâu nhá các bác. Đó, mạ Niken này thì em bán được lâu lắm rồi chứ không phải gì đâu. Này là A26, là cái này là 2 ký 2, là A26 2 ký 2 là 580.000 nhá. A26 đấy, 2 ký 2 580.000, dây này là dây 2.5 nhá, 2.5 đến 3 chấm. Rồi còn cái cuộn dây này thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 1 chấm này, dây 1 chấm này thì mình đi điện đồ các kiểu thì cũng khá ok, đèn đóm hoặc là thiết bị điện đồ các kiểu. Một cuộn dọc dưa và một cuộn màu xanh như thế này, đây là dây, này là dây 1.0 đấy. 1.0 này là 560k, cái này là 2 ký 1, này A27 đấy, 2 ký 1 đấy, 560k. Rồi rồi thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Thì trước khi mà thoát ra khỏi video thì các bác có thể cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và một nút chuông theo dõi để ủng hộ kênh em với nhé. Thì còn về vấn đề dây điện này thì nếu như bác nào có nhu cầu như thế nào thì các bác có thể liên hệ để bên em sẽ chọn lựa riêng ra những cái loại dây mà phù hợp với nhu cầu của bác. Đấy, thì bác nào mà nhanh thì mình sẽ được là cái dây điện, cái lượng dây điện nó phù hợp với nhu cầu của bác. Đấy. Thì cái này nó số lượng nó không có hạn đâu, em đứt hàng cả hơn một nửa năm nay rồi, 6-7 tháng nay rồi, giờ mới có lại. Rồi tạm biệt các bác và cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau nhé.